Chào mọi người. Mọi bình luận kêu mình thắng chế độ khó rồi thì chơi chế độ extreme.
15 giây sau. Mọi người nhớ bình luận để mình làm những video hay. Mọi người nhớ like và subscribe. Ấn chuông để nhận thông báo của video mình. Bye mọi người.